Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Thắng đây. Mình còn tên gọi khác là Triệu Việt Anh, cho nên là các bạn có thể gọi mình tên nào cũng được. Hôm nay cũng có một chút tâm sự một chút về cái nghề xăm này. Nhiều khi bạn ngồi vài tiếng đồng hồ dưới một cái công việc mà nó cần tập trung cao độ, nhiều khi bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, mà đặc biệt là hôm nào mà bạn bị cái tâm trạng kiểu như là chán trường đi, hay là những cái tâm trạng mà kiểu như là không vui, thì bạn rất khó để làm việc, đặc biệt là những công việc kiểu như xăm màu da như mình. Ok, nói qua vậy thôi. Hôm nay mình sẽ đi vào chủ đề chính là công việc xăm màu da cho chị khách bị bạch biến các bạn nhé. Như đây là cái màu mực màu da là mình vừa làm xong các bạn nhé. Thì cái màu mực này nó sẽ có hai tông màu khác nhau một chút. Thì cái tông đầu tiên này là mình sẽ nó đậm hơn một chút, mình sẽ làm ở trên này này. Và đằng sau bắp chân này này nó sẽ nhạt hơn, bắp sau chân này nó sáng hơn. Chính vì thế cho nên mình sẽ là cái làm cái tông màu nó sáng hơn đây nhé. Và ngay bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Biết cách đi xăm, đúng là đi xăm là cần phải mặc quần áo đen. Đen nó cũng bị mực nó vào, nó không bị hỏng quần. Áo trắng là đi luôn cái quần. Mực nó vào áo là không sạch. Đây như áo này, không vào sạch. Như vậy là mình đã làm xong cái ca xăm màu da che vết bạch biến và đè cái mực xăm cũ các bạn nhé. Đấy, ca bạch biến này phải nhấn mạnh là phải là đè mực xăm cũ. Thì với ca xăm màu da như thế này thì thời gian làm việc như các bạn đã thấy nó tổng thời gian nó rơi tổng độ 3 tiếng. Và sau khi xăm thì các bạn nhớ kiêng thịt bò, rau muống, hải sản, các chất tẩy rửa và kiêng nắng trực tiếp. Các bạn nhớ bôi thuốc dưỡng màu sau tầm độ trong vòng tầm độ 1 tháng đầu tiên. Và các bạn chú ý là không bóc cậy gãi sau khi mà nó 3 đến 5 ngày tới nó lên vẩy các bạn nhé. Hiện tại thì Rio đang hoạt động về xăm, phun xăm thẩm mỹ, xóa xăm không sẹo, đào tạo học viên. Các dịch vụ như xăm màu da, xăm chân tóc. Xin chào tất cả các bạn.